thường niệm Phật được thoát khỏi tai nạn. Một câu A-di-đà Phật giống là thuốc A-già-đà, có thể trị bá bệnh tiêu tai khỏi nạn, thật sự rất tốt. Ở đây lại kể ra một vị niệm Phật thành khẩn được cảm ứng. Nhà vị cư sĩ này ở đường Tam Dân Đại Trung, nguyên quán Phúc Châu, tên là Tôn Phụng Anh, tuổi khoảng hơn 30. Cô ta lúc trẻ ở Đại Lục đã tin Phật, đã trồng căn lành. Lúc kháng chiến thắng lợi, Đài Loan được khôi phục. Sau khi cô ta chuyển về Đại Trung, bắt đầu niệm Phật, do vì là hàng xóm của bà Dạng, đã từng tham gia ban phục hưng của liên xã. Nhưng cô ta cách ban xong tu rất gần. Buổi giảng kinh các ngày chủ nhật thường đều tham gia. Có một hôm, cô ta nói với tôi: "Sư tỷ, tôi niệm Phật A-di-đà được cảm ứng như thế, sao mà khuyên người ta niệm Phật, người ta đều chẳng chịu niệm." Tôi hỏi cô ta được cảm ứng như thế nào. Cô ta liền đem một đoạn sự thật 7 năm trước nói với tôi. Cô ta nói: "Vào tháng 7, 7 năm về trước, có một lần bão lớn. Nhà vệ sinh lúc trước của nhà tôi là làm bên một con rạch sau nhà, cách nhà một đoạn. Kế bên nhà vệ sinh có một cây đa lớn từ thời Nhật chiếm cứ để lại. Tôi 9 giờ tối đêm đó ra đi vệ sinh. Lúc bước vào nhà vệ sinh, bên tai liền nghe dường như có người nói với tôi: "Nhanh nhanh đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm." Liên tiếp nghe được 3-4 lần như thế, tôi sợ quá chạy ra ngay. U một hơi chạy vào trong nhà bếp, bỗng nhiên nghe một tiếng trầm to như sét đánh. Chỉ thấy cây đa to kia bị gió thổi ngã, ngã xuống đúng ngay nhà vệ sinh. Nếu như nó ngã vào nhà thì thật không biết ra sao. Chồng tôi vừa nhìn thấy nhà vệ sinh bị cây đa ngã đè, liền to tiếng gọi con cái: "Biểu, nhanh nhanh ra cứu má tụi bay, bả đang ở trong nhà vệ sinh kìa, nếu như bị đè thì tiêu rồi." Tôi lúc đó từ nhà bếp ung dung đi ra, vừa cười vừa nói với chồng con rằng: "Tôi ở đây nè, không cần phải lo sợ. Do vì Phật A-di-đà kêu bên tai tôi nhanh chóng đi ra, nguy hiểm, nguy hiểm, thành ra tôi không đi vệ sinh gì cả, liền chạy ra. Vừa chạy đến nhà bếp, cây đa to liền ngã xuống. Nếu như không có Đức Phật A-di-đà Đại Từ Đại Bi cứu tôi, e rằng bây giờ tôi đã tan xương nát thịt rồi." Tôi nghe xong truyền cảm ứng của cư sĩ Tôn Phụng Anh, bèn khen và chúc phúc cô ta. Lại hỏi cô ta: "Phương pháp tu hàng ngày của cô như thế nào?" Cô ta nói: "Chồng tôi là một viên chức nghèo, lại có 6 đứa con vừa trai vừa gái, cho nên nhất định phải lượng mức thu mà chi. May được tu theo pháp môn này, không cần phải tốn tiền gì cũng có thể tu được. Tôi hàng ngày sớm tối ngoài thắp hương lễ Phật 3 lễ ra, lúc giặt đồ cũng niệm Phật, lúc nấu cơm cũng niệm Phật, lúc quét nhà cũng niệm Phật. Tôi cứ như thế luôn luôn niệm trong tâm tôi. Gặp người hàng xóm liền khuyên họ niệm Phật, khuyên họ đi nghe giảng kinh. Đáng tiếc là họ đều không chịu tin. Có người còn cho tôi là ngu mê, cho nên xem họ suốt ngày đều nói chuyện tào lao, luống qua ngày tháng, rất là tội nghiệp cho họ." Tôi liền an ủi cô ta, nói rằng: "Cô dụng công như thế, tâm không rời Phật, cuối cùng nhất định được giải thoát. Đời này không có biện tài độ chúng sanh thì phát nguyện giáng sanh cực lạc. Lúc đầy đủ biện tài rồi, thừa nguyện lực trở lại cứu độ hết thảy chúng sanh." Cư sĩ Tôn Phụng Anh có một hôm lại nói với tôi: "Tôi vào mùa hè năm ngoái cũng từng nhờ Phật gia bị thoát khỏi được tai nạn một lần." Tiếp theo cô ta nói: "Việc xảy ra vào tháng 5 năm ngoái, có một đêm khoảng hơn 2 giờ, ở trên mạch đập của cánh tay trái tôi đang ngủ bỗng nhiên bị con gì cắn một cái, đau thấu tim phổi. Lập tức lớn tiếng kêu đau. Chồng tôi và đứa con lớn thức dậy thì thấy một con trùng lớn đang bò trên cánh tay tôi. Hai cha con liền tóm lấy con trùng to đó dán chặt trên tường. Tôi lúc đó đau muốn chết, chỗ bị cắn dường như có cái gì đó nó chạy khắp người, thẳng lên đau đến trên óc. Có cảm giác như cái đầu phình to lên như cái đấu, nhưng trong lòng rất hiểu cái đau nhức dữ dội đó.
nếu như đau đến trong tim thì bỏ mạng. Do vì ngực ngạt đến nỗi thở không nổi, tôi tự nghĩ nhất định số mạng đã định sống đến đây là hết, e không có cách gì cứu được. Lúc tôi bị cắn thì cảm thấy sanh mạng khó giữ, do vì đau quá tôi liền nhất tâm to tiếng niệm A-di-đà Phật. Mặc dù cái đau đã chạy đến trên óc, cho dù nó chạy đến trong tim, tôi vẫn cứ một mực nhất tâm niệm Phật, hy vọng Đức Phật A-di-đà đến tiếp dẫn tôi đi. Lúc đó tôi bèn hỏi cô ta: chạy đến trong tim là mất mạng, nhưng cô uống thuốc gì hay chích thuốc gì mà cứu được vậy? Cô ta đáp: đêm hôm khuya khoắt, đi đâu mời thầy thuốc, không có chích cũng không có uống thuốc gì hết. Tôi tự mình một lòng một dạ chỉ muốn giảng sanh Tây Phương, cứ niệm Phật mãi không dứt, niệm đến không còn sợ gì nữa hết, trong tâm không còn vướng mắc chút gì, chỉ có một câu A-di-đà Phật. Ngay lúc đó bỗng nhiên thân thể cảm thấy nhẹ nhàng dễ chịu lại, không những đầu không còn đau, ngực cũng không còn ngạt nữa, cho đến sáng đã tỉnh táo lại, tinh thần cũng vẫn như cũ, nhưng cũng còn rất mỏi mệt. Hôm sau nằm nghỉ trên giường một ngày thì bình an vô sự. Tôi lại hỏi cô ta: con trùng đó nó ra làm sao, bao lớn, tại sao cắn người đau ghê gớm như vậy? Cô ta nói: hiện giờ vẫn còn dính trên vách dài khoảng một thước, có rất nhiều chân. Tôi hỏi cô ta màu gì, cô ta nói màu đỏ nhạt. Tôi nói: đó chẳng phải là con rít sao? Cô thật là có căn lành, gặp lúc nguy cấp còn biết nhất tâm niệm Phật, nếu không thì bị rít cắn rất là nguy, còn nguy hơn là rắn độc nữa, thường hay gây ra cho người ta đến chết. Hai câu chuyện cảm ứng kỳ dị trên đây là chính miệng Liên Hữu Tôn Phụng Anh nói với tôi. Truyện thứ 42. Canh trúc báo bình an, rớt xuống nước được cứu. Sư tỷ Trần Thường Nga là một người rất thú vị, rất từ bi trong làng lão Liên Hữu chúng tôi. Bà đã có con cháu đầy nhà, ở đường Đốc Hành, trung tâm thành phố. Hiện đã 78 tuổi, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, trí nhớ rất tốt, cho nên từ hồi trẻ đã học biết phân các loài cỏ thuốc. Mọi thứ cỏ thuốc nào trị bệnh gì bà đều nhớ rất rõ ràng. Có một lần tôi hỏi bà: sư tỷ, bà lại Phật thành khẩn như thế, không biết là đã từng được cảm ứng chưa? Bà ta nói rất nhiều. Thế là bắt đầu kể việc cảm ứng niệm Phật của chính bà đã trải qua. Sư tỷ Thường Nga nói: khoảng 18 năm trước, lúc tôi ở Ôn Nhật đã quy y Tam Bảo, sớm tối rất thành kính lại Phật. Có một hôm ngủ trưa, chiêm bao thấy một thiếu nữ mặc đồ trắng, tay cầm cành trúc dài khoảng 4 thước, thước tàu, hai đầu dùng vải đỏ bịch lại, rất là đẹp. Thiếu nữ áo trắng nói: tuổi thọ đã đến rồi, cầm cành trúc này cho bà trị bệnh đó. Nói xong liền biến mất. Đến khi tôi thức dậy, cảnh trong chiêm bao vẫn cứ như trước mắt. Liền nói với con dâu việc trong mộng, con dâu cũng ngơ ngác không biết gì. Đến hơn 5 giờ chiều, đứa cháu nội nói với tôi là ông bác nhà kế bên bị cảm nặng, muốn bà nội tìm cỏ thuốc cho ông ta uống. Tôi liền lấy một cái giỏ đi tìm cỏ thuốc. Nửa đường gặp một thằng nhỏ, nó nói: bà ơi, phía trước có một con chó dữ hay cắn người ta, bà nên đề phòng. Tôi liền thuận tay bẻ một cành trúc bên đường, rồi nói với thằng nhỏ: cảm ơn cháu, bà đã có cành trúc này, chó đến không có sợ. Thực tình con chó nó sợ cành trúc, ngay cả không dám sủa một tiếng. Đợi đến lúc tôi tìm cỏ thuốc đủ rồi, ở bên con rạch, bỗng có một đứa một đồng dắt một con bò bụng rất to. Lúc con bò đó đi đến gần tôi, đột nhiên nó hất đầu một cái làm cho tôi ngã nhào, lộn mình té vào trong con rạch, nước sâu hơn một trượng. Lúc đó trong tâm tôi tự nghĩ nhất định không còn sống được, vì nước sâu hơn trượng chảy mạnh, chân đạp không tới đáy. Lúc thân nổi lên, giỏ thuốc đã bị nước cuốn đi,
nhưng cành trúc vẫn còn nắm cứng không buông. Tôi lại không biết bơi, thành ra cứ uống nước ồng ọc. Trong lúc nghìn cân treo sợi tóc, chú bé Mục Đồng rất thông minh, liền lớn tiếng kêu: "Bà ơi, cành trúc nắm trong tay bà, đưa qua bên này đi, con kéo bà lên." Tôi nghe xong, liền đưa cành trúc qua cho Mục Đồng, hai tay nắm chặt lấy. Chú Mục Đồng cũng rất cố sức, cũng hai tay nắm chặt lấy cành trúc, từ từ kéo tôi lên, cuối cùng cứu được tôi lên bờ. Người ta nhìn thấy y phục tôi ướt sũng hết, thật giống như con gà mắc nước, đều khen tôi có phước. Nghe nói tại chỗ đó người ta rớt xuống đều bị nước cuốn đi, không có người nào được cứu, đã có mấy chục người chết ở nơi đó. Tôi mới nhớ lại giấc mộng kỳ diệu cành trúc và thiếu nữ bạch y cho tôi thấy trong mộng, cùng với cành trúc bẻ bên đường dài như nhau, chỉ là trúc ở nhân gian không có đẹp như thế. Trên đây là chuyện linh cảm đã từng trải qua do sư tỷ Thường Nga thuật lại. Tôi liền khen ngợi bà ta có duyên với Phật A-di-đà. Phật A-di-đà lại có tên là Vô Lượng Thọ. Đức Quan Âm Đại Sĩ hóa làm thiếu nữ bạch y nói với bà: "Tuổi thọ đã đến, tặng bà cành trúc này cho bà trị bệnh." Cành trúc trong mộng vốn là điều tốt đẹp nhất, nên nói là điềm tốt, trúc báo bình an. Đây là lòng từ bi của Đức Đại Y Vương Vô Lượng Thọ Phật vì cứu trị tai họa cho bà, khiến cho bà khỏi được oan hồn trong nước. Cành trúc này chính là điềm báo trước cho bà được bình an. Có thể thấy được Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Câu chuyện thứ 43. Ở cõi đời này trước được nghe thiên nhạc ở hư không. Lại nói về sư tỷ Thường Nga. Từ sau khi biết đi chùa lạy Phật, hai thời khóa sớm tối tụng kinh Di Đà, tụng đến rất thuộc, từng chữ rõ ràng, cho nên có mấy vị lão liên hữu đều thích nhờ bà dạy học kinh Di Đà. Khi bà tụng đến đoạn thường tác thiên nhạc, xuất di diệu âm, bà thường nghĩ: nếu như trước khi chưa giảng sanh, trong đời này, ở cõi này mà có thể nghe được âm thanh di diệu của thiên nhạc, không biết sẽ thích thú như thế nào. Trong một mùa hè 10 năm trước, phía sau nhà của sư tỷ Thường Nga có trồng một vàng dưa leo, từng trái vừa to vừa non lủng lẳng. Lão sư tỷ mắt nhìn dưa vừa chín, muốn ăn thử quả dưa tươi mới, bèn kêu con dâu vào nhà bếp chuẩn bị trước. Tự bà đi ra vàng dưa, tự leo lên thùng phi xăng muốn hái dưa. Đang lúc hái hết trái này qua trái khác, vừa hơi không cẩn thận, cái thùng phi xăng không chịu được nặng, lão sư tỷ và cái thùng ngã lăn ra, nằm im dưới vàng dưa khoảng mười mấy phút. Con dâu của bà đợi trong bếp thấy lâu quá, nghĩ sao mà má chồng đi hái dưa lâu như thế mà chưa vào, liền đến vàng dưa xem. Vừa trông thấy sợ hãi tức sắc, liền miệng la lên: "Má, má!" Lại cho là bà bị chấn thương não, hôn mê ngã trên đất không biết gì nữa. Lúc đó đột nhiên sư tỷ chặn lại sự huyên náo của con dâu: "Đừng kêu la, ta đang yên tĩnh nghe tiếng nhạc hay ho kỳ diệu, nghe đến tinh thần sảng khoái, bị ngươi kêu là mất tiêu hết rồi." Con dâu của bà nói: "Âm nhạc ở đâu, sao con không nghe thấy?" Sư tỷ lại nói với tôi: "Lúc đó tôi ở dưới đất đứng dậy, dựng thùng phi xăng dậy xong, lại leo lên hái tiếp hai trái dưa, xong mới cùng con dâu đi vào nhà bếp đó." Bà lại nói: "Cho dù bây giờ nhớ lại lúc đó, thì âm thanh di diệu của thiên nhạc thật là ở thế gian chưa từng nghe qua, cho nên nói là một âm nhạc không thể nghĩ bàn." Tôi hỏi bà ta: "Cái âm thanh di diệu đó từ hư không đến, hay là âm nhạc phát ra từ chỗ nào đó?" Sư tỷ nói: "Lúc đó cảm giác như là ở trên đầu, nghe rất gần." Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Vạn pháp do tâm tạo. Hồi xưa có một họa sĩ vẽ ngựa, ông ta suy nghĩ rất lâu về cách cấu tạo và động tác của ngựa, tự mình lại biến thành ngựa, chính là cái đạo lý này.
Do vì chị suốt ngày nhớ tưởng muốn nghe được thiên nhạc ở hư không của thế giới cực lạc ở Tây Phương, lâu dần bèn thật sự nghe được, có lẽ là tác dụng của tâm lý. Sư tỷ lập tức cải chánh nói: đích xác là cảm ứng của Phật A-di-đà. Nếu không thì lúc tôi ngã, dưới đất đều là đá gạch dở, lại ngay cả một vết thương trầy xước cũng không có. Lúc đó tôi đã là bà già 68 tuổi rồi. Nếu như không phải Phật A-di-đà đại từ đại bi gia hộ, làm gì có được êm thấm như vậy? Chuyện thứ 44. Một tiếng Di Đà khiến xe được ngừng lại. Vị lão sư tỷ Thường Nga này còn có một người con gái lớn tên là Nhung. Mọi người đều gọi cô là A Nhung. Năm nay 43 tuổi. Chồng cô là kỹ sư xây dựng, nhà ở Đài Đông. Cô A Nhung này từ lúc trẻ đã bị chứng bao tử thòng. Thầy thuốc Đông Tây trị hàng chục năm, những phương pháp bí mật hay những loại thuốc đặc trị đều không hiệu quả. Bệnh mãi đã đến gầy như que củi. 5 năm trước, sư tỷ Thường Nga đến Đài Đông thăm, thấy con gái bị bệnh bao tử nặng như thế, liền nhớ đến thuốc A Già Đà trị được muôn bệnh, liền khuyên con gái chí tâm niệm Phật và kể rất nhiều chuyện cảm ứng không thể nghĩ bàn nhờ niệm A Di Đà Phật. Dạy con gái phải gắng sức niệm thánh hiệu A Di Đà Phật làm cách trị liệu có hiệu quả nhất về mặt tinh thần. Sư tỷ ở Đài Đông mười mấy ngày thì nghe nói gần đó có một cơ sở liên xã Phật giáo, liền dẫn con gái đi đến đó lạy Phật, niệm Phật và quy y Tam Bảo. Từ đó về sau, con gái của bà đã là đệ tử Tam Bảo, là một vị tín đồ thuần thành của Phật giáo. Hai thời khóa sớm tối, dù bận gì cũng đều tham gia đầy đủ. Không biết lúc nào, bệnh bao tử đau khổ nhiều năm nay rốt cuộc tiêu mất hết, sức khỏe hồi phục. Chỉ có trong một năm, do sự dẫn dắt của sư phụ và các liên hữu, cô ta chẳng những biết tụng kinh, xướng tán, tụng niệm hai thời sớm tối ở liên xã, mà ngay cả đến các pháp khí cũng đều học biết rành rẽ. Tục ngữ nói, Phật Pháp không phải việc khó, chỉ sợ tâm không chuyên, thật là rất đúng. Sau khi A Nhung mạnh khỏe trở lại, gia đình ngày càng hưng long. Mua thức ăn, làm việc gì thì dùng xe đạp đi. 2 năm gần đây, xe đạp bị chê và bị đào thải. Liền mua một chiếc xe gắn máy màu đỏ 50 phân khối. Muốn đi đâu thì đi, vừa tiện vừa khỏe. Suốt ngày rất vui vẻ, vừa làm Phật sự, vừa giúp nghiệp vụ cho chồng. Nhất là nhiệm vụ người đàn bà trong gia đình, trong ngoài đều tươm tất. Vào tháng 3 năm ngoái, một hôm hơn 8 giờ sáng, A Nhung như thường lệ chạy xe gắn máy muốn đến chợ mua đồ. Đi được nửa đường, bỗng nhiên chiếc xe gắn máy xảy ra sự cố, thắng tay thắng chân đều hư, không thắng lại được. Liền tức thời xe như con ngựa hoang xông xáo bừa bãi. Đại khái mỗi con đường ở Đài Đông đều chạy qua như dòng như gió, nguy hiểm suýt đụng chết một cô gái vùng núi. May mà cô gái né rất nhanh, chưa bị tai nạn. Lúc nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc này, A Nhung trong lòng sợ đến nỗi mơ mơ màng màng, cũng không có cách gì, cứ chạy mãi. Lúc sắp xông vào một cửa hàng, trong khoảnh khắc sắp đụng vào một cây cột to trước cửa, thì trong miệng A Nhung bỗng nhiên kêu to một tiếng A-di-đà-phật. Nói ra cũng thật kỳ lạ, chiếc xe gắn máy đó lập tức thụt lùi lại. Lùi đến chính giữa đường lộ, chiếc xe tự động dừng lại. A Nhung vội vã xuống xe, sợ đến nỗi mặt không còn chút máu, tim đánh thình thịch, trong miệng thì vẫn cứ niệm A-di-đà-phật không ngớt. Lúc đó rất nhiều người vây lại xem, người và xe không việc gì. Mọi người đều chúc phúc cho cô ta, nói là đại nạn mà không chết nhất định là có phước dày. A Nhung sau khi trải qua lần tiêu tai khỏi nạn này, liền nhớ lại mẹ có tâm từ bi khuyên cô niệm Phật. Trước thì hết chứng bệnh quái ác, tiếp theo lại được giải thoát lần tai họa ghê gớm này. Cho nên vô cùng cảm tạ, bèn nhờ người đến Đài Trung mời mẹ của cô đến ở chơi vài tháng. Chuyện trên đây là sư tỷ Thường Nga sau khi từ Đài Đông về, đến cuộc họp liên nghị, chính miệng nói với tôi một sự thật niệm Phật cảm ứng của con gái bà.
Câu chuyện thứ 45, Địa Tạng Bồ Tát chỉ điểm bình an. Thân là cội gốc của các khổ, vốn không đáng tiếc, nhưng thân có thể tải đạo, cũng không thể không trân trọng. Những lời này là những lời của các bậc đại đức thở xưa tả về cái thân này của chúng ta, là cái thân nghiệp báo chứa nhóm những tội ác. Sống trên cõi đời chẳng qua chỉ dài 10 năm ngắn ngủi, đâu đáng quý trọng. Nhưng nếu muốn được giải thoát thì phải mượn giả tu chân. Chẳng kể là tu học Phật Pháp hay lạy Phật, niệm Phật, đều phải nhờ vào thân này. Lúc tự mình gặp phải tai nạn nguy khổ thì tự mình niệm Phật, tự mình được cứu. Không tin, hãy xem chuyện dưới đây. Vào 3 giờ chiều ngày Chủ nhật 12 tháng 6 âm lịch là ngày hội giảng kinh định kỳ của ban song tu của liên xã. Đến 5 giờ giảng xong, sau khi niệm kệ hồi hướng, bỗng có một vị thính chúng mới đứng dậy hướng về mọi người nói: "Nhà tôi ở hợp tác Tân Thôn, chồng tôi họ Hàng. Tôi hiện muốn đem chuyện cảm ứng chính tôi đã trải qua báo cáo cho mọi người nghe, để đáp tạ ân đức của Phật A-di-đà và Địa Tạng Bồ Tát." Bà Hoàng kể: "Vào tháng 2 năm Dân Quốc thứ 54, tôi có một lần đi du lịch ở Đài Bắc. Ở chợ gặp một người gánh một cánh rùa chào mời, hỏi tôi muốn mua rùa không. Tôi liền nói với anh ta: "Tôi là người xứ khác, mua rùa làm gì?" Tôi chơi ở Đài Bắc 2 ngày, về đến Đài Trung. Qua ngày sau thì ở chợ Đệ Nhất lại gặp người bán rùa ở Đài Bắc. Bị anh ta nhìn thấy lại kêu tôi và nói: "Bà ơi, ở Đài Bắc bà nói bà là người xứ khác, bây giờ bà đã về nhà rồi, bà nên mua đi." Tôi bỏ tiền ra 50 đồng mua 4 con rùa đem về nhà, đưa cho con dâu bảo nó đem bỏ ở miếng đất trống phía sau nhà để nuôi, hàng ngày cho ăn lá cải và cơm. Có một hôm tôi không có ở nhà, con dâu tôi liền bắt một con rùa ra giết. Đứa con gái nhỏ 15 tuổi của tôi ở bên nhìn thấy thì sợ quá, co rút hai tay ra phía sau nói với con rùa rằng: "Rùa ơi, tay của tao bị người ta cột rồi, nên không thể cứu mày được." Lúc tôi về thấy một con rùa bị giết, liền quở trách con dâu rằng: "Mua rùa về là để phóng sanh, không phải để cho cô giết ăn." Đêm đó tôi nằm mộng thấy một người nói với tôi: "Tai họa của bà đến rồi." Lúc thức dậy, trong lòng cảm thấy thắt thỏm không yên. Đứa con gái nhỏ của tôi 3 năm trước là 15 tuổi, học tiểu học. Sau khi nhìn thấy cảnh giết rùa, một buổi sáng 3 ngày sau, lúc nó chạy xe đạp đi học ở đường tự do thì bị một chiếc xe ba gác máy chở heo đụng ngã. Người lái xe ba gác đó nhìn thấy cô bé lúc cả người lẫn xe ngã bên đường, trong miệng vẫn còn la to 3 lần: "A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật." Rồi trong miệng chảy ra rất nhiều nước dãi, trong lỗ tai lại chảy máu ra, liền hôn mê bất tỉnh nhân sự. May mà anh lái xe ba gác máy đó tức khắc nhảy xuống bồng nó lên, đón taxi đến bệnh viện khoa ngoại Trọng Tân. Bác sĩ nói xương đầu đã dở và ra máu, không dám nhận trị. Anh lấy xe đó lại đưa nó đến bệnh viện khoa ngoại Lý Hữu Kiết. Bác sĩ Lý vừa xem cũng nói thương thế rất nặng, đầu dở, máu chảy, bất tỉnh nhân sự, hãy nhanh chóng đưa đi bệnh viện tỉnh lập, bệnh viện nhà nước ở Đài Trung. Anh lái xe lại đưa nó đến khoa ngoại của bệnh viện tỉnh lập. Anh lái xe năn nỉ bác sĩ: "Trong nhà cô bé này chắc chắn có người tin Phật. Đang lúc hai xe đụng nhau, trong miệng cô ta vẫn còn la to A Di Đà Phật luôn 3 lần, rồi mới chảy nước dãi và hôn mê luôn. Xin bác sĩ nhanh nhanh chích thuốc cấp cứu giùm." Lúc cô bé cấp cứu ở bệnh viện, may mà có một nhân viên trong cửa hàng bán gạo nhận biết nó, liền chạy đến nhà của tôi ở hợp tác xã Tân Thôn cho chúng tôi hay về việc tai nạn xe. Vợ chồng tôi tức thời đến bệnh viện xem, chăm sóc. Lúc đó con bé còn có hơi thở thoi thóp yếu ớt, máu trong lỗ tai vẫn còn chảy ra mãi. Lúc đó người làm cha mẹ mắt nhìn thảm trạng của con gái như thế thật đau lòng, không dám nghĩ sẽ hồi phục lại như cũ.
Bác sĩ cũng không dám đảm bảo về tính mạng. Tất cả bà con bạn bè đến thăm hỏi an ủi cũng đều nói lành ít dữ nhiều. Mãi đến ngày thứ sáu, tính từ hôm vào viện vẫn cứ trầm trọng như thế, không có một chút biến đổi nào khả quan. Nhưng kỳ tích không thể nghĩ bàn, khiến người khó tin nổi, cuối cùng đã xảy ra. Vào cái ngày thứ sáu đó, trong đêm lúc tôi đang nửa thức nửa ngủ, thì nhìn thấy một vị Bồ Tát tướng mạo trang nghiêm đến bên giường bệnh nói với tôi: "Ta là Địa Tạng Bồ Tát đến báo tin cho ngươi. Con gái của ngươi rất có căn lành, hiện đang ở chỗ của Phật Tổ. Ngày mai sẽ trở lại. Nó sẽ còn mau lành bệnh hơn những người bệnh khác trong phòng nữa. Ngày mai có thể xuất viện. Sau này thân thể mạnh khỏe, bình an vô sự." Nói xong phất phới bay đi. Lúc tôi đem cảnh trong mộng này nói với chồng tôi, hai người đều nửa tin nửa ngờ, hầu như cho là không thể có việc dễ dàng cho mình như thế. Qua ngày thứ bảy, con nhỏ vẫn cứ hôn mê chưa tỉnh. Nếu như thế, tôi là kẻ nằm mộng mê mờ. Nhưng ông ta lại nói với tôi là Địa Tạng Bồ Tát đến chỉ điểm cho tôi mà. Nói nghe rõ rõ ràng ràng. Lúc đó, chồng tôi đang ngồi một bên giường của con gái, thì bỗng nhiên cánh tay phải đã một tuần không có nhúc nhích, giở lên rờ rờ mặt của ba nó. Tay trái cũng đồng thời giở lên, hai tay rờ rờ mặt ba nó một hồi, lúc rờ đến cái cà vạt, liền cuốn tròn cái cà vạt lại, rồi mở mắt ra, mặt mày hớn hở kêu lên: "Ba!" Lúc đó, người làm cha mẹ nhìn thấy con gái đã nói chuyện được, con ma bệnh như biến mất, nỗi vui trong lòng thật khó tả. Con nhỏ lại nói: "Con không có bệnh gì hết, tại sao lại nằm bệnh viện?" Liền liếng thoắng đòi về nhà. Ngay trong buổi chiều hôm đó, cuối cùng thật sự xuất viện về nhà. Con bé từ sau khi về nhà, tinh thần mãi đến nay rất tốt, trí huệ lại tăng trưởng, hiện học trung học thành tích lại hạng ưu, dung mạo cũng thay đổi xinh đẹp phước tướng. Phật Bồ Tát đại từ đại bi khiến cho nó khởi tử hồi sinh, thật là không thể nghĩ bàn. Chuyện thứ 46, chí thành niệm Phật được vãng sanh với sắc diện hoài vui. Lại nói về bà Hoàng, bà ta lại kể với mọi người rằng gần nhà của bà có một tiệm uốn tóc của ba chị em mở ra. Mọi người đều gọi mẹ của ba chị em là bà chủ, thành ra cũng không biết tên họ ai hết. Do vì mẹ của ba chị em muốn đi theo ngoại đạo nên bà Hoàng đến dẫn dắt bà ta theo Phật, kể cho bà ta nghe rất nhiều sự tích cảm ứng và mời bà ta đến nhà tham bái tượng Phật trang nghiêm. Mẹ của ba chị em đó thấy bà Hoàng có hai sâu chuỗi treo trên tường, liền nói: "Bà có hai sâu chuỗi, cho tôi một sâu được không?" Bà Hoàng liền nói: "Không được, không được, để hôm khác tôi đi tìm một sâu cho bà." Bà Hoàng lúc đó cười cười nói: "Tôi thật sự lúc đó có chút bỏng sẻn." Qua mấy ngày sau, đúng hơn 5 giờ sáng, đứa con trai kế của bà Hoàng vừa mở cửa liền lớn tiếng kêu lên: "Má à, sâu chuỗi của má làm sao mà rớt bên cửa nè?" Bà Hoàng vừa ngồi dậy bước xuống giường, bèn chân không chạy đến cửa xem. Đúng là một sâu chuỗi. Hai tay nhặt lên xem kỹ, đúng là một sâu chuỗi hạt bồ đề thật, 108 hạt. Lại có đến một miếng nhỏ tượng Tây Phương Tam Thánh. Lúc đó trong tâm bà Hoàng nghĩ: "Hôm nay là ngày mùng 2 tháng Giêng, không biết người tu hành ở đâu đánh mất sâu chuỗi, hiện chắc chắn đang rất lo." Bà nghĩ tới nghĩ lui, hay là đem sâu chuỗi đến bến xe công cộng đưa cho cô nhân viên làm việc ở đó. Và cô trưởng trạm xe nói: "Xin đem sâu chuỗi này treo lên lồng đèn sắc mời nhận, nếu như người nào đánh rơi lại nhìn thì trả cho người ta." Nhưng qua 3 ngày, lúc bà Hoàng trở lại bến xe xem thì sâu chuỗi vẫn còn treo y nguyên chỗ đó. Có một anh tài xế nói với bà: "Bà ơi, tôi muốn sâu chuỗi đó, bà cho tôi được không?" Bà Hoàng nói: "Không được, không được. Sâu chuỗi này là của mẹ ba chị em xin. Có lẽ là Phật A-di-đà đưa đến cho bà ta đấy."
Nói chưa dứt lời, thật rõ khéo, mẹ của ba chị em đã đến trước mặt. Bà Hoàng liền lấy sâu chuỗi cho bà ta. Bà mẹ của ba chị em hai tay tiếp lấy, vui mừng hớn hở, luôn miệng cảm tạ lòng từ bi của Phật. Lại nói về ba chị em đó, còn có một bà nội đã 84 tuổi, bệnh tật triền miên suốt mấy tháng, đã đến lúc nguy kịch khó chữa, khoảng 5 ngày rồi không ăn được gì. Ngày qua đêm lại, tinh thần rối loạn điên đảo, kêu nói lung tung. Mẹ của ba chị em liền nghĩ đến phải mời bà Hoàng đến nhà hỏi thăm ý kiến xem phải làm thế nào. Bà Hoàng đến ngay nhà họ, vừa xem người sắp mạng chung hiện ra những tướng xấu như thế, tức thời gọi con cháu cả nhà tề tựu lại, nói với họ rằng tất cả đều phải chí thành chắp tay ở bên bà cụ niệm A-di-đà Phật. Nếu ai không biết niệm thì chỉ cần niệm theo tôi, từng câu không được lộn lạo, niệm phải cho rõ ràng, có quy củ. Thật là Phật Pháp vô biên, không thể nghĩ bàn. Mọi người niệm được hơn một tiếng đồng hồ thì gương mặt nhăn nhó khó coi của bà già lúc nãy bỗng nhiên đổi ra vui vẻ hòa nhã, trong miệng cũng niệm theo A-di-đà Phật. Cả nhà trông thấy cảnh này, trong lòng ai nấy đều rất vui mừng. Niệm tiếp mãi hơn 10 phút sau thì bà được an nhiên vãng sanh. Bà Hoàng lại dạy họ, người mất sau khi hết thở 8 tiếng đồng hồ, tiếng niệm Phật không được gián đoạn. Cả nhà ba chị em đối với bà Hoàng thật là mang ơn vô cùng, bởi vì bà đã cứu được bà nội của họ thoát ly được biển khổ. Chuyện thứ 47, Diêm Vương cũng sợ Phật A-di-đà. Nói tiếp về bà Hoàng này, bà lại kể với mọi người một chuyện. Sự vĩ đại của Phật A-di-đà, cả vua Diêm La cũng phải sợ. Đây là việc 5 năm về trước. Ở kế nhà của bà là nhà hai mẹ con cô gái kia mướn ở. Có một đêm vào lúc nửa đêm, bà như nửa mộng nửa tỉnh, bỗng nghe có tiếng gõ cửa, lại nghe có tiếng rất nhiều người đang kêu mở cửa. Bà Hoàng to tiếng hỏi, ai đó? Thì nghe tiếng người ngoài cửa trả lời, ta là sứ giả của Diêm La, phải đến tìm một người. Bà Hoàng lại to tiếng nói, nhà này của chúng tôi là người theo Phật A-di-đà, không có quan hệ gì với vua Diêm La của các ngươi, đi khỏi đây nhanh đi. Nói xong, bà liền to tiếng niệm A-di-đà Phật. Được một lúc, bà ngừng lại lắng nghe, bên ngoài đã không còn động tĩnh gì nữa hết. Bà liền mở cửa ra xem thử, thì thấy có một đám đông người đang đi hướng ra đường lộ lớn. Có người khua chiêng đánh trống, có người mang cờ, lệnh bài. Cuối cùng là một người mặc đại bào xanh, ngồi một cái kiệu to bốn người khiêng. Cả đám đang vội vã chạy. Bà Hoàng lúc đó càng gắng sức niệm Phật hơn. Vừa thức dậy, hóa ra chỉ là một giấc mộng, nhưng trong miệng vẫn còn niệm A-di-đà Phật. Nguyên là hai mẹ con cô gái nhà kế bên bà Hoàng. Cô con gái năm nay 18 tuổi, vì trên cổ nổi lên một cái nhọt to bằng trứng chim bồ câu, muốn vào bệnh viện mổ cắt bỏ đi. Hai mẹ con liền cùng đến một bệnh viện ở thành phố Đại Trung. Không may sau khi mổ thì chết. Ngày đó đúng là ngày thứ ba sau cái đêm trong giấc mộng bà Hoàng thấy do nhờ câu A-di-đà Phật mà đuổi được bọn quỷ sai của vua Diêm La. Bà Hoàng nói bà rất tiếc cho cô gái, do vì trước khi xảy ra việc bà không biết được hai mẹ con đi nằm viện mổ. Nếu như bà biết trước thì đã cản, kêu họ không cần đi. Nhưng ba ngày trước bà không dám nói với họ về giấc mộng vua Diêm La sai quỷ đến đây tìm người. Do vì không biết hư thật thế nào, sau khi nói ra e rằng người ta nói dùng lời nói yêu ma mê hoặc người, cho nên không dám nói để nhắc họ chú ý. Đáng tiếc là họ không có tin Phật, cũng không biết niệm Phật để giải mở quán kết. Một mai vô thượng đến, người không biết niệm danh hiệu Phật sẽ chịu sự chi phối của vua Diêm La, không cách gì, chỉ đành đi theo ông ta thôi. Mọi người chúng ta thử nghĩ xem, người trì danh hiệu Phật có vô lượng vô số chư Phật ở sáu phương, nhiều như số cát sông Hằng, đều hộ niệm người này. Tất cả quỷ thần và vua Diêm La
làm sao dám đến gần người niệm Phật? Nói như thế thì người niệm Phật sẽ không chết ư? Như thế cũng không đúng. Người niệm Phật nếu như đến lúc thọ mạng hết thì chỉ có Tây Phương Tam Thánh theo âm thanh mà đến tiếp dẫn giảng sanh về nước Phật. Một đời thành tựu vĩnh viễn không có đọa lạc trong lục đạo thọ cái khổ luân hồi này nữa. Cho nên xin khuyên các vị độc giả đến giới môn trì danh niệm Phật nhiều vào, tự mình niệm Phật tự mình được cứu. Chuyện thứ 48. Trong mộng niệm Phật cứu mẹ thoát hiểm. Cơ sở Hoằng Pháp Vụ Phong của liên xã ở Đài Trung có một vị liên hữu niệm Phật rất cung kính, họ Hầu, tên Anh Mãn, lại có tên là Ngân Tiếu, năm nay 38 tuổi, nguyên quán ở làng quê Tân Dinh, miền Nam. 4 năm trước, theo chồng dời về ở thôn Thảo Hồ ở Vụ Phong. Cô gái này đời trước trồng nhiều căn lành, sau khi nghe được pháp môn tịnh độ, tín tâm kiên cố, hai thời khóa sớm tối chưa từng gián đoạn, có được công phu lớn mạnh hơn người, tâm không rời Phật, Phật không rời tâm, cho nên mới được cảm ứng ở trong mộng niệm Phật cứu được mẹ cô ta thoát được nguy hiểm hung dữ. Ngày mùng 1 tháng 8 là ngày giảng kinh ở cơ sở Hoằng Pháp, liên hữu Anh Mãn hướng về mọi người thuật lại chuyện linh cảm của cô đã trải qua. Cô ta nói, Phật Pháp đích thực không thể nghĩ bàn, chỉ cần thành kính niệm Phật thì ai cũng được lợi ích, được cảm ứng to lớn. Tôi một năm trước, có một đêm nằm mộng, thần thức không biết sao vô tình đi về nhà của mẹ ở Tân Dinh. Bỗng nhìn thấy một con quỷ hung ác, tay cầm một sợi dây trói mẹ tôi lại. Đang sắp lôi đi, tôi lập tức níu mẹ tôi lại không buông, lớn tiếng la to, A-di-đà Phật đến cứu mẹ con. Vừa cố sức kêu A-di-đà Phật vừa mở dây ra, con ác quỷ đó không biết bỏ đi lúc nào, không thấy nữa. Sáng sớm thức dậy, Anh Mãn đem cảnh giới không lành trong mộng nói cho chồng cô biết, nếu như không phải thánh hiệu A-di-đà Phật có sức oai thần như thế, thì mẹ chắc không cứu trở lại được. Mặc dù đã nói như thế, nhưng trong lòng vẫn không yên, nói chung cảm thấy không yên tâm lắm. Đến hơn 10 giờ, lúc Anh Mãn đang vo gạo trong bếp, người áo xanh, tức áo của bưu điện, đưa đến một lá thư nhanh. Bóc ra xem thì mới biết là mẹ đêm qua bỗng nhiên bị chứng xuất huyết não, hiện còn đang hôn mê. Anh Mãn tức thời sửa soạn đồ đạc để về Tân Dinh, ngồi trên xe tạm nén nỗi âu sầu, nhất tâm khẩn thiết niệm thánh hiệu Nam Mô A Di Đà Phật. Lúc xe đi ngang qua Chương Hóa, vô tình ngẩng đầu lên trên không thì thấy Tây Phương Tam Thánh hiện trên hư không rất là sáng rỡ. Lúc đó Anh Mãn càng niệm mạnh hơn, không buông lời Lục Tự Hồng Danh một hơi nào hết. Niệm mãi đến Tân Dinh, xuống xe nhìn lại trên không thì không còn thấy nữa. Anh Mãn về đến nhà thì thấy mẹ mình miệng mắt đều méo lệch, bất tỉnh nhân sự, tay trái chân trái nửa bên thân đã bị liệt. Cô liền ngồi bên mẹ niệm Phật mãi không ngớt. Đến ngày thứ ba, bà mẹ tỉnh lại và nói chuyện lại được. Anh Mãn mỗi ngày đều cầu nước chú Đại Bi cho mẹ uống và bảo mẹ cùng niệm A Di Đà Phật. Đến ngày thứ bảy, tính từ ngày Anh Mãn về thì miệng mũi của mẹ đã dần dần hồi phục. Về sau mỗi tháng đều về thăm mẹ, mỗi lần về đều khích lệ mẹ niệm Phật, đồng thời dẫn mẹ đến chùa quy y Tam Bảo gieo trồng căn lành. Đến ngày 26 tháng 8 năm nay, bà cụ đã niệm thánh hiệu được 2 năm, cuối cùng ra đi an tường trong tiếng niệm Phật trợ niệm của Anh Mãn. Chuyện kể tới đây, các vị liên hữu ai nấy đều khen Anh Mãn là người con hiếu, thần thức ở trong mộng còn biết niệm Phật để lùi được quỷ, khiến mẹ khỏi rơi vào tam đồ, lại còn biết hướng dẫn cho bà biết thành kính niệm Phật. Khi lâm chung trợ niệm cho vãng sanh Tây Phương, thật là hy hữu ít có được. Tôi nói chỉ đáng tiếc là lúc cô ta ở trên xe niệm Phật, đi ngang qua Chương Hóa, thấy được Tam Thánh thị hiện, không mang theo máy chụp hình. Nếu như chụp được tấm ảnh ấy, há không phải là thật chứng cho Phật Bồ Tát đích xác là có thật ư, dùng để cảm hóa những chúng sanh can cường khó hóa độ.
Câu chuyện thứ 49. Lúc giải phẫu quét thịt ở cánh tay, thần thức vào chơi thiên đường. 15 năm trước, Tấn Lễ, đứa con trai thứ ba, Việt Nam gọi là thứ tư, của Liên Hữu Chung Chim Khoan Phụng mới 15 tuổi. Nhà họ ở phía trước rạp hát quốc tế đường Phục Hưng. Lúc bấy giờ, sư tỷ Khoan Phụng thường dẫn cậu ta đến liên xã lạy Phật nghe Pháp. Nhưng đời người tai nạn nhiều. Vào mùa thu năm đó, có một buổi chiều, Tấn Lễ đang đứng trước cửa nhà mình. Bỗng một chiếc xe tải lớn muốn tránh ba đứa nhỏ đang giỡn ở giữa đường. Đột nhiên, khẩn cấp quẹo sang bên phải, lập tức tông vào Tấn Lễ đang đứng trước cửa. Thật là tai họa từ trời giáng xuống bất ngờ. Cái móc trong lòng bánh xe quấn chặt quần áo của nó, lôi nó đi một khoảng hai cột đèn. Xe lại thắng không dừng. Lúc đó, Tấn Lễ tự nghĩ tánh mạng khó giữ được. Trong cơn nguy cấp, phát sanh trí huệ. Trong miệng nó bỗng nhiên nói dọt ra: "Mẹ con là người tin Phật, xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mau đến cứu con đi." Kêu liền ba lần như vậy, nói ra cũng thật kỳ lạ. Chiếc xe liền thắng đứng lại, chỉ còn một chút xíu nữa là bị bánh xe cán chết rồi. Nhưng cánh tay trái đã bị xây xát nặng. Từ trên khuỷu tay đến bàn tay, máu thịt và các đá lẫn lộn không phân biệt được, liền đưa vào bệnh viện tỉnh lập Đài Trung. Tấn Lễ tội nghiệp, nhập viện được 3-4 ngày thì cánh tay đó sưng phù lên đen thui, do vì các đá lẫn lộn vào trong da thịt hơi nhiều, nhất thời lấy ra không hết. Bác sĩ liền nói với Khoan Phụng rằng: "Cánh tay này của con cô phải cưa bỏ mới an toàn, nếu không thì nguy tới tính mạng." Khoan Phụng liền thương nghị với bác sĩ rằng: "Tôi xem cánh tay này, ngón tay động đậy được, gân cốt còn tốt, không bị thương. Hiện giờ chỉ là da thịt bị hư rửa thôi. Xin bác sĩ cố gắng giúp cho cháu khỏi bị cưa tay, chỉ khoét da thịt hư rửa đó bỏ đi là được rồi." Bác sĩ cũng liền theo lời yêu cầu của cô ta, đánh thuốc mê cho Tấn Lễ mê đi, rồi bắt đầu phẫu thuật, khoét đi cả mâm thịt lẫn lộn các đá. Khoan Phụng thì ở một bên cứ niệm: "Cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát." Cuộc phẫu thuật của Tấn Lễ hoàn thành thuận lợi. Sau khi thuốc mê giả, tỉnh táo trở lại, Tấn Lễ liền nói với mẹ nó rằng: "Má, con vừa rồi nằm trên bàn mổ, sau khi mất hết tri giác thì thấy một ông bác sĩ mặc đồ trắng bồng con đến nơi rất là đẹp. Con hỏi ông ta đây là đâu, ông ta đáp là thiên đường, lại bảo rất nhiều cô gái đẹp nhảy múa cho con xem. Con lại hỏi ông ta những cô gái đẹp này là người ở đâu. Ông ta nói với con là thiên nữ. Má, con rất là sung sướng, có thể đi đến thiên đường xem được những cảnh giới này." Sư tỷ Khoan Phụng liền biết đây là sự cảm ứng do cô cố sức niệm Quán Thế Âm Bồ Tát mà được. Nhất định là phương tiện khéo léo của Quán Thế Âm Bồ Tát khiến cho tinh thần của Tấn Lễ được an ủi, quên đi sự đau đớn. Sư tỷ Khoan Phụng mắt nhìn thấy cánh tay trái của con mình sau khi bị khoét đi một miếng thịt, chỉ còn lại gân và xương, khó tránh khỏi đau lòng, lo lắng. Nhất là thời gian nuôi con ở bệnh viện, sớm tối không có tụng niệm được, tinh thần cảm thấy không yên. Thế là liền về nhà thỉnh một bức Tây Phương Tam Thánh nhỏ đem vào bệnh viện dán lên trên tường. Ngoài hai thời khóa sớm tối ra, cô vẫn cứ thành kính cầu nguyện xin Quán Thế Âm Bồ Tát gia bì cho cánh tay của con trai sớm hồi phục bình thường. Thật là không thể nghĩ bàn, Bồ Tát từ bi, có cầu liền ứng nghiệm. Vào một buổi sáng sớm, Tấn Lễ nói với má: "Má, tối qua con được nhìn thấy toàn thân trang nghiêm của Quán Thế Âm Bồ Tát. Tay phải cầm nhành dương, tay trái cầm tịnh bình kêu tên con. Tấn Lễ lại đây." Con liền theo ngài đi đến một rừng núi thanh tịnh. Con ngồi trên hòn đá, Quán Thế Âm Bồ Tát liền dùng nước thanh tịnh trên nhành dương liễu trải lên cánh tay đau của con. Lập tức con nghe mát mẻ dễ chịu vô cùng. Tấn Lễ được Bồ Tát dùng nước cam lộ trị liệu vết thương ở cánh tay liên tiếp 3 lần, cho nên mỗi ngày khi bác sĩ và y tá của bệnh viện đến thay băng đổi thuốc cho nó liền tỏ ra rất sợ hãi, kêu to lên rằng:
các người thay băng đổi thuốc vì đau muốn chết, tôi không cần các người làm nữa. Quán Thế Âm Bồ Tát lúc trị liệu cho tôi thì lại mát mẻ dễ chịu vô cùng. Mỗi ngày lúc thay băng đổi thuốc đều như thế, vừa nói vừa khóc thảm, khiến các bác sĩ và các y tá đều ngơ ngác cười dở khóc dở. Thằng bé Tấn Lễ này, do bởi đời trước có nhiều căn lành, đời này có duyên với Phật Bồ Tát, nhiều lần được pháp lực vô biên hộ trì, cánh tay trái đã dần dần đầy đặn da thịt hồi phục như cũ. Mấy ngày trước khi sắp xuất viện, lúc ngủ trưa bỗng nhiên lại to tiếng kêu lớn lên rằng: Bồ Tát Địa Tạng, Ngài sắp đi đâu vậy? Ngài sắp đi độ yêu nhện nhện hả? Con muốn đi theo Ngài xem. Sư tỷ Quan Phụng ngồi bên mình nó, nghe rất là rõ ràng, liền lay nó tỉnh dậy hỏi nó: Mới vừa rồi con thấy những gì? Tấn Lễ nói: Vừa rồi Bồ Tát Địa Tạng tới thăm con hỏi Ngài sắp đi đâu, Ngài nói sắp đi độ yêu nhện nhện. Con xin Bồ Tát dẫn con đi cùng. Đang đi đến một cánh đồng liền bị má lay tỉnh dậy, thì uổng ghê à. Trên đây là Tấn Lễ sau khi bị tai nạn được Bồ Tát cảm ứng 3 lần. Đây cũng là chính miệng sư tỷ Quan Phụng kể với tôi. Chuyện thứ 50. Nghiệp lực cản trở khiến nhân hết quả dứt. Sư tỷ Trần Kiết, ban trưởng ban Bát Nhã, có một người em trai tên là Trần Thu Tuyền. Nếu còn sống thì năm nay 48 tuổi, nhưng đây là việc của 3 năm trước. Sư tỷ nói, em trai và em dâu của bà không có chút căn lành nào. Khuyên tụi nó niệm Phật, nghe một câu cũng không chịu niệm. Hai chị em có thể nói là chí không đồng, đạo không hợp, nhưng sức khỏe của nó không được mạnh khỏe, thường bị đau dạ dày. Nếu không mổ sớm, chắc chắn sống không lâu. Cái ngày quyết định sẽ mổ, sư tỷ Kiết với tâm từ bi, cố sức thuyết phục, khuyên em mình niệm thánh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và nói về những sự lý trong phẩm phổ môn Quán Thế Âm Bồ Tát có nhiều cách tầm thanh cứu khổ. Nói cho anh ta nghe, khuyên anh ta phải thành kính niệm cứu khổ cứu nạn Quán Thế Âm Bồ Tát, cầu Bồ Tát gia bị, chuyển nguy thành an. Sư tỷ Kiết nói, buổi tối Thu Tuyền mổ xong lúc nửa đêm, sư tỷ đang ngồi bên cạnh em niệm Quán Thế Âm Bồ Tát cho anh ta, thì thấy anh ta đang trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, lẩm bẩm rất lớn. Quán Thế Âm Bồ Tát, Ngài đã lấy khúc ruột hơn 1 trượng, thầy cho khúc ruột hư của tôi, xin cảm ơn, xin cảm ơn. Sư tỷ Kiết và vợ anh ta đều nghe rất rõ ràng. Khi anh ta tỉnh dậy liền nói, chị ơi, em nhìn thấy Quán Thế Âm Bồ Tát mặc đồ trắng, cầm một khúc ruột rất dài, mổ bụng của em ra, đổi cái khúc ruột hư đi. Em còn hướng về Quán Thế Âm Bồ Tát nói cảm ơn liên tục nữa. Từ sau khi được mổ, tất cả đều thuận lợi an toàn, sau 1 tuần lễ thì có thể đi bộ được. Bác sĩ cũng rất vui, nói người bệnh này rất là nhanh chóng phục hồi, 3 tuần thì có thể xuất viện được. Có rất nhiều bà con bạn bè lăng xăng đến chúc mừng cho anh ta có thể sớm bình phục, thật không gì vui bằng. Nhưng thiên hạ vốn vô sự, mà kẻ dung tục thì lại tự quấy nhiễu, chuốc lấy tai họa. Lúc còn khoảng 3 ngày nữa xuất viện thì một người bệnh khác cùng nằm viện nói với vợ anh, chồng của chị mới khỏe, cần chất dinh dưỡng. Chị cần mua cá tươi về chưng với gừng sắc nhỏ cho chồng chị ăn để bồi bổ thân thể. Sư tỷ Kiết nghe được lời này, vội vàng ngăn lại, nói, không được, không được. Em ta là nhờ Quán Thế Âm Bồ Tát thay ruột cho nó, không giống như những người khác. Từ đây về sau không được giết hại sinh vật cho nó ăn. Nếu muốn bồi bổ dinh dưỡng thì có thiếu gì, như sữa bột nè, đậu bì, đương quy, sâm cao ly, vân vân, đều là những dược phẩm có dinh dưỡng phong phú. Sư tỷ Kiết nói một lô bao nhiêu đồ bổ dưỡng, nhưng lời thật thì mít lòng. Em dâu nghe rồi, hình như có dáng điệu không lọt tai tí nào. Nhưng nể bà chị chồng, mấy ngày sư tỷ Kiết ở bệnh viện, cô ta không dám đi mua cá tươi, tức cá sống. Đợi lúc sư tỷ về nhà tắm, liền chạy ra chợ mua cá thịt tươi về nấu cho chồng cô ăn. Khi sư tỷ Kiết trở lại thì em cô đã ăn hết 1 tô. Do đây mà sự việc hỏng bét. Trời làm ra điều nghiệt ngã,
con có thể không tuân, tự mình tạo tội nghiệp, không thể sống. Em trai cô ăn tô cháo đó xong, ghê gớm giống như uống phải thuốc rầy, bụng bắt đầu đau dữ dội, vết mổ lớn dài một thước, thước tàu đã khâu lại như bình thường. Chưa đến mấy giờ bắt đầu biến đổi quái lạ, đường khâu bên trong bị toát ra. Sư tỷ Kiết nói, chính mắt thấy như thế, sợ hãi vô cùng. Da bụng banh ra giống như chiếc thuyền độc mộc, sức khỏe biến đổi xấu vô cùng, tính mạng nguy hiểm trong sớm tối, đến bác sĩ cũng bó tay không có cách gì. Sư tỷ tự nghĩ, thật rất có lỗi với sự gia bị của Quán Thế Âm Bồ Tát. Việc thế này không dám cầu xin lại nữa, liền đổi thánh hiệu, xưng niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát, mong được Địa Tạng Bồ Tát phò hộ được bình an, hồi phục trở lại. Liền vẫn cứ như thế, ở bên cạnh em xưng niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát. Thật là không thể nghĩ bàn, Thu Tuyền đang trong trạng thái hôn mê, lại thấy cảnh giới, trên mặt bỗng lộ nét vui, lẩm bẩm nói nhỏ, không biết nói những gì, bỗng nhiên lại nói to lên, Ngài Địa Tạng Bồ Tát à, Ngài dẫn tôi đi chơi cả buổi, rất là vất vả. Cây thiết trượng Ngài đang cầm trong tay rất nặng. Đưa tôi cầm giùm cho Ngài được không? Đừng có khách sáo mà, đưa tôi cầm giùm cho Ngài đi. Vợ anh ta liền nói, Thu Tuyền, anh nói những gì vậy? Anh ta đáp, Ngài Địa Tạng Bồ Tát muốn dẫn tôi đến một chỗ rất đẹp, tôi đi chơi rất là vui. Tối hôm đó, lúc sư tỷ như thường lệ niệm thánh hiệu Địa Tạng Bồ Tát bên cạnh em trai, thì bỗng ở nhà có việc gấp, người nhà đến kêu sư tỷ về nhà. Sáng sớm hôm sau, Thu Tuyền lại tự nhiên nói với đứa con gái, bà rất cảm ơn cô của con, bây giờ sắp từ giã cô con, bà muốn đến nhà cô con để nói lời cảm ơn, nhanh nhanh kêu xe lại cho ba đi. Nói xong thì chết. Tội nghiệp một tráng niên mới 45 tuổi đã xong một cuộc đời. Lúc lâm chung, Thiện Tri Thức là bà chị cũng không có duyên trợ niệm cho anh ta, giúp cho anh ta có thể đới nghiệp vãng sanh. Sư tỷ Trần Kiết nói với tôi đến đây, cảm khái muôn phần, nói, Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đã thay ruột cho nó rồi, sức khỏe cũng đã bình thường trở lại. Tại sao bất hạnh lại gặp cái người ta biểu ăn cá tươi kia để đến nông nổi? Tôi giải thích rằng, người không có căn lành, không tin Phật, không niệm Phật thì phải chịu nghiệp lực nó kềm chế dẫn dắt, không cách gì đổi lại được. Em trai và em dâu của cô đã không có căn lành, Bồ Tát Quán Âm đã thay ruột cho anh ta, đó là nhờ vào phước đức của cô. Đây là do cô chí tâm cầu niệm Phật cho anh ta mà có được. Nhưng trong tàn thức của hai người, họ vẫn còn đầy dẫy những tội chướng nghiệp chủng. Vì căn bản thường ngày, ngay cả một câu thánh hiệu của Phật Bồ Tát cũng không có niệm. Một khi mạng chung, lúc chủng tử ác nghiệp khởi hiện hành, tướng luân hồi lục đạo hiện ra, nói đi liền đi, không được chần chờ. Em của cô lúc cuối cùng được kết duyên lành với Địa Tạng Bồ Tát, cũng là sự cảm ứng do cô xưng niệm thánh hiệu Bồ Tát, gian cầu Bồ Tát cứu anh ta. Nhưng vì cô tối đó có việc phải về nhà, đây chính là chướng ngại của anh ta, không có duyên xưng niệm liên tục. Nhân hết thì quả dứt, đâu còn nhờ vào đâu giúp đỡ vãng sanh Tây Phương nữa chứ. Nhưng mà gặp được Địa Tạng Bồ Tát nắm tay dắt đi, tính ra cũng là đại hạnh trong bất hạnh. Câu chuyện thứ 51, vợ chồng thổ địa quy y Tam Bảo. Lại nói về chuyện của sư tỷ Trần Kiết. 8 năm trước có một ngôi chùa ở vùng ngoại ô của Đại Trung. Năm đó vẫn chưa có một sư phụ xuất gia nào đến ở. Tuy nhiên những tín đồ tới lui lễ bái cũng khá đông. Sư tỷ Trần Kiết liền phát đại từ bi tâm, mỗi khi đến ngày mùng 1 và rằm thì đến quét dọn sạch sẽ chánh điện và dạy người niệm A-di-đà Phật, cố gắng hết sức bổn phận của người đệ tử Tam Bảo là lợi mình lợi người. Sư tỷ có tinh thần đại bi như thế, do đó mà rốt cuộc có thể cảm hóa và giới thiệu thần thổ địa quy y Tam Bảo. Xin mời quý vị nghe chuyện sau đây. Ở gần ngôi chùa đó có một cái miếu thổ địa, do vì lâu năm không có sửa sang đã hư cũ rất nhiều, cho nên những thiền tín ở vùng đó họp lại bàn. Kết quả
là quyết định dỡ bỏ cái cũ, xây dựng cái mới. Nhưng sau khi bóc dỡ miếu cũ ra, thì có hai tượng thổ địa ông và thổ địa bà phải dời đi đâu? Nhất định phải tìm một chỗ để thờ phụng tạm thời. Có một người bàn: nhờ một chùa nào đó để nhờ tạm, đợi xây cất xong lại thỉnh trở về. Như thế há chẳng phải là lưỡng toàn kỳ mỹ sao? Mọi người đều vui vẻ tán thành biện pháp đó. Sau khi lấy biểu quyết xong, liền theo đó mà làm. Nhưng tập quán lễ bái thổ địa từ nào đến giờ của địa phương, đó là vào ngày mùng 2 và 16 đều dùng tam sanh, ba thứ thịt bò, dê, heo và rượu để lễ bái. Hiện giờ thần thổ địa đã tạm thời dời vào trên bàn thờ trong giảng đường của chùa. Những người tin và cúng thổ địa lâu nay vẫn khó sửa đổi được tập quán của họ. Sư Tỷ Kiết nhìn thấy người ta mang theo những thức ăn tanh đồ mặn như thế vào trong cửa Tam Bảo, mặc dù là không phải đi cúng Phật Bồ Tát, nhưng cũng rất là sốn mắt. Có một hôm sư tỷ đến chùa, lúc quét dọn giảng đường, liền đối với tượng thổ địa nói: ông thổ địa, bà thổ địa, các vị có lẽ đời trước không được nghe Phật pháp, cho nên không biết những điều hay tốt của việc quy y Tam Bảo và việc tin Phật, học Phật, niệm Phật. Các vị hiện nay mặc dù làm thần, được người ta sát sanh hại vật, dùng những rượu thịt tanh hôi đó đến cúng cho các vị ăn, các vị cũng không biết là mình đã tạo tội. Các vị không biết thời hạn làm thần một khi hết thì vẫn phải đi theo con đường luân hồi lục đạo, một mai đọa vào tam đồ thọ khổ, đến lúc đó hối hận thì đã không kịp. Vợ chồng già các vị nếu có thể đồng tu quy y Tam Bảo, niệm A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới, tức là đạt được con đường giải thoát sinh tử, lìa khổ được vui một cách rốt ráo vậy. Trần sư tỷ từ hôm dùng phương tiện ngữ khí nửa như hơi đùa nói với thần thổ địa xong, về nhà thì sức khỏe có hơi lạ, như bệnh như không. Như thế kéo dài 6 tháng, đông tây y đều tìm không ra gốc bệnh. May mà sư tỷ có người con dâu lớn rất thông minh, bất giác nói: má à, con xem bệnh của má rất lạ, không hiểu má nói chuyện ở ngoài có mắc lỗi với quỷ thần không? Sư tỷ nghĩ tới nghĩ lui, nhớ được ngày hôm đó cả lô cả lốc lời nói với thần thổ địa, nói ra cho con dâu nghe. Con dâu rất thông minh, lập tức nói: đúng rồi, má độ người phải độ cho tới nơi tới chốn, má đã chỉ điểm cho họ quy y, lại vẫn chưa có giới thiệu sư phụ cho họ, chỉ nói lời trống rỗng không à. Họ nghe má nói nhất định cũng lọt tai, nhưng muốn má hướng dẫn giới thiệu, cho nên đến tìm má quấy rối đó. Trần Kiết nghe con dâu nói có lý, chẳng kể đúng hay không, cũng đều phải trở lại chùa đó lo việc quy y cho thần thổ địa. Không đến mấy ngày, sức khỏe của sư tỷ đã bớt rất nhiều, liền đi đến chùa. Thật là pháp duyên thuận lợi. Có một vị đại pháp sư chưa đến chùa nhận trụ trì, sư tỷ liền nói rõ ý mình đến đây hôm nay, đem cái việc quy y này ra thỉnh giáo pháp sư. Pháp sư rất từ bi, luôn miệng nhận lời. Sư tỷ liền chuẩn bị nghi thức sắm sửa hương hoa quả phẩm. Lúc bấy giờ liền đem tượng thần của thổ địa ông, thổ địa bà ra nhờ sư tỷ Trần Kiết. Tay trái bưng tượng thổ địa ông, tay phải bưng tượng thổ địa bà, quỳ trước Phật lãnh thọ pháp quy y và thay họ làm các nghi thức lễ bái cho đến xong. Pháp sư còn thuyết pháp cho họ nghe rất lâu. Sau khi hoàn tất, sư tỷ liền hướng vào thần thổ địa nói rằng: hôm nay các vị đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng rồi, là đệ tử chính thức của Tam Bảo, nhất định phải ủng hộ Phật giáo, làm nên thành pháp dương và phải niệm thánh hiệu A Di Đà Phật cầu sanh Tây Phương. Về sau không còn can hệ gì với tôi, không được trở lại tìm tôi quấy phá. Sự thật trên đây là hồi năm ngoái sư tỷ đến hội liên nghị nói với tôi. Theo dân gian nước Trung Quốc, các vùng nông thôn nghèo quan vắng khắp nước ở đâu cũng đều có miếu thổ địa. Họ như là thân phận của vị trưởng thôn trong làng ở nhân gian. Niên hạn đến, mãn nhiệm kỳ, vẫn cứ phải đi luân hồi đầu thai,
khó có thể gặp được duyên lành quy y Tam Bảo. Mặc dù thần Thổ Địa chưa có mở miệng yêu cầu được quy y, nhưng sư tỷ Trần Kiết với một tấm lòng lành cũng thật khiến người khâm kính.